chuyện của Phan Công Khanh là như vậy nè một chị gái có chiếc ô tô hiệu McLaren mười mấy tỏi muốn nhờ Khanh bán dùm. Khanh kêu muốn bán thì mang qua showroom của Khanh để. Vì trước đó Khanh cũng đã cầm một chiếc Mercedes G63 nên đang rất cần tiền để chuộc xe ra. Sau đó Khanh nói dối với chị kia là có khách muốn xem giấy tờ xe McLaren. Yêu cầu chị chủ giao giấy tờ cho Khanh. Nhưng thật ra Khanh lấy giấy tờ đưa cho cộng tác viên của showroom mang đi cầm lấy 2 tỷ. Sau đó chị chủ đến showroom tìm hiểu thì mới biết Khanh bể nợ rồi. Xe mình mang đi cầm luôn rồi nên làm đơn tố cáo. Công an cũng đã bắt Mohammad Zafa, 27 tuổi ở An Giang, là cộng tác viên trong showroom của Khanh. Pha là người đem chiếc xe này đi cầm lấy 2 tỷ đồng đưa cho Khanh.